Vào tối ngày hôm qua 12 tháng 10 tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó một nhóm đã đuổi theo truy sát nhóm kia từ nhà đến tận bệnh viện, khiến 4 người bị thương nặng. Vụ việc này thêm một lần nữa cảnh báo về tính manh động của các nhóm côn đồ và vấn đề an ninh tại các bệnh viện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 12 tháng 10 tại đoạn đường Hoàng Hoa Thám và Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm này, một nhóm 3 thanh niên đi trên một xe máy đã va chạm với một chiếc taxi. Thấy nhóm thanh niên có ý định bỏ đi, anh Nguyễn Sĩ Huân, 37 tuổi, chủ quán cháo ngay đó bước ra can thiệp. Ngay lập tức, một trong 3 thanh niên rút điện thoại ra gọi cho đồng bọn. Ít phút sau, một nhóm thanh niên cầm dao đến tấn công anh Huân tại quán cháo. Cuộc truy sát khiến 3 người bị thương nặng, gồm Nguyễn Sĩ Huân, 37 tuổi, Nguyễn Đình Sơn, 34 tuổi và Nguyễn Sĩ Huy, 41 tuổi. Khi người thân đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, nhóm côn đồ cũng chưa buông tha, tiếp tục xông vào bệnh viện tấn công các nạn nhân. Cuộc truy sát khiến các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định hoảng sợ. Bệnh viện đã phải báo cho lực lượng công an quận Bình Thạnh đến để bảo vệ. Khi mà thấy ra tình huống thì trong nhân viên chúng tôi bấm chuông để báo động, để báo bảo vệ báo và công an phường và công an quận 3 cũng như bác sĩ quận là sang ngay. Hôm nay, các nạn nhân trong vụ truy sát đã chuyển từ khoa cấp cứu đến khoa hồi sức. Do vết thương nặng nên các nạn nhân vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực, đồng thời cách ly với người nhà. Mọi nỗ lực tiếp xúc với các nạn nhân của phóng viên VTC đều bị phía bệnh viện từ chối. Thực ra thì hôm qua thì sự vụ xảy ra cũng nhanh và cũng kết thúc cũng nhanh. Nhưng mà khi mà xảy ra thì chỉ có truy sát một cái hai cái nhóm cùng với nhau vào gặp mặt với nhau thì đuổi theo một cái hai đối tượng, hai nhóm đuổi theo lẫn nhau và vào trong khu vực trong khoa cấp cứu. Nhưng mà khi sau đó thì có công an sang thì mọi việc vãn hồi, cho nên thực ra chỉ có khoảng vài ba phút thì nhân viên không bị bao nhiêu ảnh hưởng và công việc và điều trị các bệnh nhân ở khoa cấp cứu không bị gián đoạn gì. Hiện tại, công an quận Bình Thạnh cho biết hiện đang tiến hành điều tra, truy xét đối với những người có liên quan trong vụ truy sát nêu trên. Bệnh viện Gia Định cũng sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an quận Bình Thạnh để bảo đảm an ninh cho các bệnh nhân.